Không có giận nha, không có buồn nha. Con nó mới đi như say rượu luôn đó mọi người. Kem LV đã đặt hẹn một chợ mấy đứa con của tôi. Sao mà đi nhanh quá vậy? Thề luôn mọi người, chơi điện thoại mà nó khó như thế này mà bé Di chơi bằng máy tính đó mọi người. Ở kìa, Ken ơi, sao mày không chỉ chơi với Ken? Chỉ chơi với coi. Có vẻ như là cái này là bất phân thắng bại đã rút kinh nghiệm rồi, đã rút được kinh nghiệm một tí rồi. Chỗ này phải tính hả? Rồi nên được tới trên đây rồi, mới có qua hai rau thôi đó mọi người. Chúng ta nên từ từ, sợ quá cứ như là đi nhảy dây xu á mọi người. Ngày xưa mà chúng ta chơi cái trò gì mà cái dây quét quét ở phía dưới, cái xong rồi mình tấn lên để cho khỏi chạm cái dây á, trời ơi cười ẻ luôn á. Alice Elvie đã đặt hàng hai chợ mấy đứa con của tôi, đúng là